FPK xin chào các bạn. Thì nay FPK sẽ lên cho bác các bạn một cái điện thoại Oppo Pro làm dọc. Đó, đây là hộp của nó. Thì bên trong á, Oppo Pro sẽ cho ra những nhà đây, những cái phụ kiện đây như thế này. Và một cái kẹp điện thoại. Trong hộp thì sẽ kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng luôn. Thì để lắp được cái kẹp điện thoại này các bạn cần có hướng dẫn, thì đây nó sẽ cho mình hai con vít như thế này và thêm một cái bát. Thì giờ các bạn chỉ cần đặt nó lên và vít vô trước đó. Mình sẽ vít cái này vô trước rồi đó, như thế này nha. Thì đây đây sẽ nó có một cái nẹp để mình kẹp vô trong cái hai điểm này. Thì nó cho mình một cái lò, cho ta một cái lò xo, một ốc, hai cái lồng đèn với lại một cái bát. Bây giờ chúng ta sẽ lắp như thế này. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có hai cái lỗ, thì mình sẽ đặt cái lò xo này ở đây, ở lỗ này đó, một trong hai cái lỗ này, lỗ nào cũng đều được hết đó. Rồi mình ép vô, các bạn bắt con ốc này xuyên qua hai cái. Đây có hai cái lồng đèn thì các bạn đặt cho mình cái lồng đèn bằng thép vô trước. Rồi tiếp theo là đến cái lồng đèn, nó có một cái lồng đèn đây là bằng nhựa, nó có ghi là chữ Oppo Pro ở đây, thì các bạn đặt lên trên cho mình. Rồi rồi các bạn bắt này vô là xong. Đó. Nó sẽ như thế này, nó giống cái kẹp thôi. Rồi các bạn sẽ kẹp cho mình cái này vô đây. Đây nó sẽ là cái chỗ để mình bắt vào cái chỗ ốc chân gương đó, cái đó vào đây kẹp vô. Rồi các bạn kẹp thêm cái này vô nữa đó. Thì thành phẩm mình sẽ như thế này, các bạn lên siết chặt vô để nó không có bị lung lay đó, như này là đang hơi lỏng, siết chặt vô. Đó, các bạn thấy cứng nhắc này đó, cứng nhắc luôn. Mình nói xíu. Bây giờ Thì mình sẽ tiến hành lắp cái Oppo Pro kẹp điện thoại này lên trên cái con AV này. Đây gương mình đã tháo sẵn rồi. Đó, các bạn chỉ cần đặt xuống bên dưới cái gương thôi. Đó. Thế này. Và mình bắt vô được. Rồi xong mình bắt xong rồi mình có thể điều chỉnh nó cho phù hợp với cho với xe hơn. Đấy. Rồi mình chỉ cần siết lại là được. Ok. À. Đấy. Rồi, thì cái kẹp điện thoại Oppo Pro làm dọc này á, thì bên dưới của nó sẽ có một cái lớp cao su như này, các bạn thấy không? Đó. Thì cái lớp cao su này nó giúp cho cái việc mà khi mình kẹp điện thoại á, nó sẽ không có bị vấn đề như kiểu như là bị hư cam hay là bị sóc. Ok. Nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy comment phía dưới, FPK sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.